Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lã ở đây. Hôm nay thì mình được một bạn fan lâu năm của mình. Bạn ấy vừa mới chia sẻ cho mình một cái bí kíp để mà câu được nhiều cá xịn bóng to các bạn. Đó chính là sử dụng mồi tôm khi câu. Nhưng mà để mà có mồi tôm ấy thì chúng ta cần phải đi chế nha. Và để mà chế được ấy thì cần phải có nguyên liệu. Bây giờ thì mình sẽ đi mua nguyên liệu nhá. Để mua nguyên liệu ở cái chỗ mắc kịt trong khu trung tâm nha các bạn. Bạn nào mà chưa biết thì có thể đi cùng mình. Cái này thì bạn gà tre bạn ấy chỉ mình. Nói chung là mình đi một lần rồi nên là mình cũng nhớ mang máng rồi các bạn. Các bạn chỉ cần tới cái mắc kịt là các bạn sẽ hiểu thôi. Có 3 nguyên liệu mà chúng ta cần phải mua nha: bột mì, nước và tôm. Đấy. Cái này nó giống bây giờ thực tế lắm nha các bạn. Nếu như mà các bạn mà ở ngoài đời mà các bạn đi câu cá rô phi ấy, hay là các bạn đi câu cá khác ấy, các bạn cũng có thể chế theo cách này nha. Đấy. Chỉ cần trộn bột mì này, trộn với lại thịt tôm và trộn với nước là các bạn có thể câu cá rồi. Khá là giống với ngoài đời đấy. Mình cũng là một người đam mê câu cá mà nên đâm ra là cái này mình hiểu các bạn. Đây, bột mì ở đâu nhỉ? Đây phải không? À không không, cái này là ngũ cốc. Hơi nhầm tí bên này cơ. Đây đúng rồi. Đấy, mình sẽ mua bột mì nha. Rồi, như vậy là mình đã có bột mì. 2 tiền cho một bột mì. Khá là tốn đấy các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi mua nước. Các bạn chỉ cần chạy thẳng vào trong. Xong rồi, đây. Ở khu vực mưu này các bạn. Đấy, chạy hết vào. Đây, sẽ có bình nước. Các bạn sẽ mua một chai nước nha. Vâng, một chai nước với giá là 8 tiền. Tổng là chúng ta đã mất khá nhiều rồi đấy. Tí nữa mình sẽ tính lại cho các bạn xem là một cái mồi tôm sẽ tốn bao nhiêu tiền nha. Rồi, tiếp tục này. Tôm. Tôm thì có 2 thôi. Giống với lại giá bột mì. Rồi, như vậy là đủ nguyên liệu nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới Plaza và chúng ta sẽ bắt đầu đi chế mồi. Cái khu vực chế mồi thì nó sẽ nằm ngay cạnh cái khu vực ông bán cần câu cá với lại đồ câu cá nhá. Đấy, có cái búa kìa. Chữ Grab luôn kìa. Chúng ta sẽ tới nha. Đây. Tới rồi đây các bạn. Đấy, mình sẽ bắt đầu chế nha. Đâu nhỉ? Đây, tôm đây nha. Ban nãy mình có chế rồi nên là nó có sẵn ở trong ba lô của mình rồi. Nếu như mà các bạn cần chế thì các bạn cứ tìm quanh quanh cái ông này thì các bạn sẽ thấy nha. Đấy. Nói chung là một cái mồi tôm này là sẽ sử dụng 3 nguyên liệu. Tính vị chi là khoảng tầm 12 tiền sao một cái mồi tôm. Đấy, các bạn thấy tốn kém chưa? Một lần quăng mồi là các bạn sẽ tốn khoảng tầm 12 tiền đấy. Nếu như mà các bạn mà chỉ săn móng to không ấy, các bạn cứ ném xuống rồi các bạn nhấc lên ấy, là cứ thế là 12 tiền ra đi đấy. Nên là nếu như mà có sử dụng mồi tôm ấy thì các bạn cũng phải dùng đúng cách nha. Chẳng hạn như là đến giờ câu cá bóng to thì các bạn hẳn dùng mồi tôm. Còn không thì các bạn không nên dùng mồi tôm nhé. Chứ không tốn kém lắm các bạn ạ. Cái ông này ông ấy lại còn không cho chế số lượng lớn nữa chứ. Ông ấy cứ một cái à. Nên là cũng sẽ khá là mỏi tay đấy các bạn. Mình sẽ chế khoảng tầm 100 mồi xong rồi mình đi câu một thể luôn nha. Đi test luôn xem sao, xem cái mồi này nó có hiệu quả hay không. Chế xong mấy cái mồi mà muốn sụi lơ cái tay luôn các bạn. Ok. Xong rồi, bây giờ đến giờ câu heo hồng. Nên là mình sẽ đi câu heo hồng luôn nha. Tranh thủ thời gian test thử cái mồi tôm xem nó hiệu quả hay không nào. Đấy, mấy bạn kêu là ngon lắm. Không biết thật không. Hôm nay thì không chỉ có mình test đâu. Mà mấy bạn đi cùng mình, các bạn ấy cũng sẽ test mồi tôm đấy nha. Rồi rồi, có người lên bóng 5 luôn rồi. Ui dồi ôi, heo hồng luôn kìa các bạn. Trong này bóng 5 thì chắc chắn là heo hồng. Không trượt đi đâu được rồi. Nhưng mà không có vương miện. Mình thì heo hồng mình cũng có nhiều lắm rồi. Chỉ có một con heo hồng vương miện là mình chưa có thôi. Hy vọng con thứ hai nó sẽ là của mình. Tại vì heo hồng nó đi theo đôi mà các bạn. Ui, đây các bạn ơi. Lâu lắm rồi mới thấy cái bóng 4 đây. Đấy, các bạn ấy săn không biết là bao nhiêu bóng to rồi. Mà bây giờ mình mới thấy bóng 4 đầu tiên. Mừng thế. Hy vọng sẽ là một con rùa. Rùa vương miện càng tốt các bạn. Cho nó bỏ công săn từ tối bây giờ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình sẽ nhìn bóng nha. Bình thường thì mình sẽ hay nhìn dấu chấm than đấy. Nhưng mà thôi, hôm nay đổi qua nhìn bóng đi. Ây da, căng nha. Rồi, lên. Nào, 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 rua, rua. Ơ kìa. Sao lại thành ra con cá mú nghệ thế này? Mình có muốn con cá mú nghệ thế này đâu. Trời ơi, trời. Hơi xui các bạn ạ. Ui, cái bạn kia bạn ấy câu được con cá gì mà có vẻ kéo căng ấy nhở. Ui, vẫn chưa lên kìa. Ui rồi, đất dây luôn kìa các bạn.
À, thì ra là hụt mini. Con đấy chắc là phải vương miện to lắm đấy các bạn. Ê, đây rồi đôi giày. Cá to bóng to đây rồi các bạn ơi. Trượt làm sao được phát này được. Bóng năm. Bình tĩnh, đừng có ông nào chạy ra cái phao nhá. Nhìn bóng này mà ông nào mà chạy ra phao là chết dở đấy. Ok. Giật được chúng một cái là nhẹ nhõm hẳn đi các bạn. À, lên. Ui rồi. Hơi xui ta. Giờ này là giờ táng mà lên cá voi sát thủ nhờ. Đã như được con táng này có phải ngon không? Mà kể ra là từ hôm qua giờ mình săn bao nhiêu lâu rồi mà chưa được con cá mới nào. Các bạn ấy bảo cá mới nhiều lắm, không biết là cá mới ở đâu nữa cơ. Câu hoài chưa được con gì mới luôn. Uầy, bên kia có bạn ở bóng to kìa. Con gì ấy? Ủa, con mực bóng bóng 4 à? Ảo ma dữ ta. Không biết là mực mới hay mực cũ ấy nhờ. Ôi rồi, bạn Anna có bóng to kìa. Cá nặng hải các bạn. À không phải, con nói là cá gì ta, quên mất tiêu rồi. Tự dưng rồi bị lú các bạn ơi. Con nói là con gì ta, hình như là cá đuôi đỏ phải không ta? Đúng rồi đấy, lâu ngày không chơi lú quá. Ê ê ê, có ông kêu có bóng năm kìa, ghê không. Ôi, chưa thấy giật mà đã lên heo hồng rồi. Áo ma ấy. Game lag à ta. Mấy bạn ý cũng câu mồi tôm giống mình, mà sao các bạn ý lên heo hồng liên tục. Còn mình thì... Ê chà chà, có bạn có bóng 4 kìa. Cá gì đây? Ôi dồi ôi, đứt dây luôn kìa. Bóng 4 mà ông đứt dây luôn ạ. Ảo thật chứ. Đây rồi, bóng 5 các bạn ơi. Cái bóng năm thứ hai trong ngày đi câu thứ hai. Bình tĩnh, đang giờ táng. Ây à, con này đớp căng rồi nha. Mấy phát rồi nhở? Phát thứ bảy này. Phát thứ tám này. Trượt làm sao được. Mình căn cả rồi mà. Lên. Ok kìa. Cay thế nhờ. Mãi mới được cái bóng năm cuối cùng đứt. Cay thực sự ạ. Chắc là con đấy cá vương miện đấy các bạn ơi. Mình cứ nghĩ là game nó không còn đứt dây nữa. Nhưng mà mình đã nhầm rồi. Quá nhầm rồi. Cứ tưởng là game nó fix cái tỷ lệ lên cá lại rồi cơ. Rõ ràng cái cần câu phép này nó ghi là tỷ lệ lên cá 100% mà vẫn dây được. Rồi rồi, bóng 4. Bóng 4 ở đây thì chắc là con hải cẩu hiếm nhất rồi. Không biết là còn con gì hiếm hơn con hải cẩu ở cái hải đăng này không ta. Ok, để mình nhờ giật tên là biết thôi nhá. Hải cẩu vương miện này các bạn. Mình đã câu bằng cần phép mà. Tỷ lệ ra cá vương miện cao lắm. Ê, căng nha. Phải thật bình tĩnh các bạn ạ. Rồi, lên. Lụm nào. Lên. Ôi dồi ôi, cá heo không vây à. Cứ tưởng cả hải cẩu vương miện cơ. Hải nịt rồi các bạn ơi. Thôi rồi, hết giờ rồi mà không được cái bóng năm nào trong ngon. Buồn quá các bạn ơi. Săn heo hồng không biết là bao lâu rồi. Hết cả mồi tôm, hết cả tiền mua mồi tôm luôn rồi. Thế vẫn chưa chịu ra con heo hồng cho mình. Buồn thực sự. Không biết là cái mồi tôm này nó có ngon thực sự hay không nữa cơ. Không biết là các bạn cảm thấy cái mồi tôm này như thế nào. Các bạn tư vấn xuống bên dưới cho mình phát nhá. Chứ mình là mình thấy căng thẳng quá. Rồi, chắc là hôm nay tới đây thôi nhỉ. Mình cũng xin phép kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu như mà muốn mình làm thêm những video clip về game Fire Talk giờ thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye.